Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu chúng ta cũng là đấng rất đơn giản anh chị, rất đơn giản. Ngài giảng những bài giảng rất đơn giản. Ngài lấy chim, ngài cỏ, cây, lá, ngài giảng. Và nông dân cũng hiểu được, giáo sư Nicodem cũng hiểu được. Ok, quan trọng là cuộc đời được biến đổi. Amen chị em ha, rất diệu kỳ và tôi thích cái đó. Và ngày hôm nay Chúa ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài. Tôi rất là yêu Thánh Linh của Chúa. Tôi biết một điều rằng không có Thánh Linh của Chúa, chúng ta không thể nào có thể yêu Chúa Giêsu được. Chúng ta không thấy Ngài, không rời chạm được Ngài. Bạn em ơi, chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới có thể chạm được vào trái tim của con người. Và khi Ngài chạm vào, chúng ta có thể đổ nước mắt và nói những lời yêu thương với đấng mà mắt mình không thấy. Anh em thấy lạ không ạ? Đây là phép lạ. Phép lạ lớn nhất là phép lạ mà chúng ta yêu đấng mình không thấy. Chúng ta đam mê đấng mình không thấy. Chúng ta tận hiến cho đấng mình không thấy. Chúng ta liều chết cho đấng mình không thấy. Chúng ta sống cho đấng mình không thấy. Đó tôi gọi là phép lạ lớn nhất trong mọi phép lạ. Cái này chỉ có Đức Thánh Linh mới làm được. Tôi rất yêu Đức Thánh Linh. Mỗi ngày tôi đều nói với Chúa Thánh Linh: Chúa Thánh Linh ơi, hãy đến với con, hãy bày tỏ Chúa Giêsu cho con, hãy kéo tấm lòng con trở lại gần với đấng mà con cần phải biết nhiều hơn. Sứ đồ Phaolô nói rằng cả cuộc đời ông đeo đuổi một điều rằng ông cần biết Chúa Giêsu. Đó là mục đích cao cả nhất, đó là mục đích lớn nhất. Nhưng anh em ơi, chỉ có Đức Thánh Linh mới giúp chúng ta. Chúng ta không tự mình đam mê Chúa được, chúng ta không tự mình khao khát Chúa được. Chính Thánh Linh cảm động lòng chúng ta, vừa muốn vừa làm theo ý của Ngài. Cho nên anh chị em ạ, buổi sáng hôm nay chúng ta đến đây, cái điều tôi khát khao nhất đó là tôi cầu xin Đức Chúa Trời Ngài rải Thánh Linh Ngài vào lòng anh em. Càng dâng trào thì anh em càng được kéo lại lòng Chúa. Giữa cuộc đời đầy cám dỗ này đã có rất nhiều những trở lực để kéo con cái Chúa xa rời Chúa. Cám dỗ về vật chất, cám dỗ về đam mê đời này, rồi những cái thử thách khó khăn trong cuộc sống, những cái điều mà Satan nó kịp ném vào cuộc đời của con cái Đức Chúa Trời, nó khiến cho con cái của Ngài xa khỏi Ngài là nguồn sống. Nhưng anh em ơi, có một đấng quyền năng hơn thứ đó, có một đấng có thể giúp cho anh em thắng hơn những trở lực này, đó chính là Đức Thánh Linh. Khi Thánh Linh trong lòng anh em tràn đầy, anh em sẽ yêu Chúa. Anh em sẽ yêu Chúa. Anh em sẽ yêu Ngài. Mà chưa bao giờ anh em cảm nhận được cái điều đó trong trái tim của mình. Đây là một tình yêu siêu nhiên. Một tình yêu mà khiến cho người bề ngoài nhìn vào thấy anh chị em như là người bất bình thường. Đó thật sự như thế, bất bình thường. Chắc hôm nay ông bị chạm mạch rồi. Ngày xưa tôi nhớ tôi gặp Chúa, rất là nhiều người nói tôi bị chạm mạch. Họ chạm mạch. Họ dùng cái từ đó, đúng không ạ? Dùng cái từ đó để nói về những người yêu Chúa. Nhưng người trong cuộc mới biết rõ mình là ai. Giống như thế gian hay nói, kẻ ở trong chăng mới biết chăng có rận, phải không ạ? Chúng ta ở trong cuộc mới biết tình yêu của mình với Chúa là thật. Ngài là thật, Ngài quyền năng thật, Ngài làm phép lạ thật, Ngài cứu giúp thật, Ngài là cứu Chúa thật. Còn người ta không thấy, người ta nói gì mặc kệ. Amen. Tôi nhớ một câu chuyện ở trong Luca chương 10 kể về Ma-thê và Ma-ri. Nó liên quan đến điều này. Chủ đề bài giảng hôm nay của tôi nói là gì? Bằng chứng cho lòng khát khao thật.
Bây giờ nếu tôi hỏi tất cả anh chị em ngồi đây, anh chị em có khát khao Chúa không? Tôi đảm bảo là anh chị em giơ tay 100%. Không ai đến đây mà không khát khao Chúa, đúng không anh chị? Không khát khao Chúa thì đến đây làm gì? Mất thời giờ, mất công sức tiền bạc, tàu xe đi lại vất vả. Anh em khát khao Chúa mới đến đây. Nhưng hôm nay tôi nói anh chị em này, lòng khát khao Chúa đích thật nó phải có bằng chứng. Bằng chứng. Và cái bằng chứng đó đã chứng minh rằng lòng khát khao của chúng ta là đúng. Đôi khi chúng ta khát khao Chúa mà nó không đúng. Cho nên tôi chia sẻ chủ đề bài giảng hôm nay, lòng bằng chứng cho lòng khát khao thật. Và câu chuyện của Ma-thê và Ma-ri anh chị em rất là thú vị. Tôi đọc anh chị em nghe trong Luca chương 10 từ câu 38 ha. Khi Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ đi được đến một làng kia, có một người đàn bà tên là Ma-thê rước Ngài vào nhà mình. Người có một em gái tên là Ma-ri ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. Vả Ma-thê mãn lo việc vặt đến thưa Đức Chúa Giê-xu rằng: lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Chúa đáp rằng: hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được. Anh em biết ha, Ma-thê, Ma-ri có một người anh nữa tên là Lazarus. Lazarus này chết thối 4 ngày đó, câu chuyện này nổi tiếng lắm, ai cũng biết đó. Và gia đình của họ thì ở làng Bethany. Làng Bethany. Và anh em khi tra cứu Kinh Thánh, anh em sẽ thấy mỗi lần Chúa Giê-xu lên thành Jerusalem, Ngài luôn ghé nhà của Lazarus. Ít nhất là 3 lần, 4 lần Ngài ghé nhà của Mary và Martha. Cứ hở lên Jerusalem là Chúa Giê-xu sẽ nghỉ đêm rồi ghé thăm. Anh chị em đến một thành phố xa, anh chị em có ghé làm khách cái người mà không yêu mến mình không? Chắc chắn không phải không? Khi Chúa Giê-xu ghé nhà của Mary, Ma-thê mỗi lần Ngài lên Jerusalem, điều đó chứng minh rằng Lazarơ, Ma-thê và Mary rất yêu mến Chúa Giê-xu. Phải không anh chị? Đó, Mary, Ma-thê và Lazarơ tiếp đãi Ngài nồng hậu. Anh chị em hãy tưởng tượng đi, Chúa Giê-xu là người nhà quê, người nhà quê Galilee, biển cả đồng ruộng làm thơ mộc, mà bây giờ lên thành phố Jerusalem là thành phố, đúng không ạ? Thì mình không có ai tiếp Ngài cả. Cái ông nhà quê này lên đây làm gì vậy? Không ai tiếp. Anh em có thấy nhiều lần Chúa ngủ trên núi không? Nhiều lần Chúa ngủ ngoài đường, không ai tiếp trước. Nhưng Ma-thê, Ma-ri, Lazarơ mở cửa nhà mình để tiếp Chúa Giê-xu. Chứng tỏ Lazarơ, Ma-ri và Ma-thê rất yêu mến và khát khao Chúa. Anh em biết một khách quý đến nhà thì phải làm gì rồi phải không ạ? Chu cho lăng xăng, nào là vặt lông vịt, lông gà, hành, tỏi, ớt, rồi gạo, nấu cơm củi. Lăng xăng tôi cũng đã từng có cảm giác đó rồi. Mỗi lần khách quý về là tụi bay dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ mà đang ngon đó. Bình thường ở bừa bộn một tí, nhưng khách quý đến là phải lắng bóng cho tao. Ví dụ phải làm gì? Nó nói chuyện bình thường. Thì tôi nghĩ rằng Mary, Ma-thê cũng vậy thôi. Khách quý đến, Ma-thê chu đi đầu đi này, lo củi, lo tất cả mọi thứ. Anh em tưởng tượng đi, anh em có 3 đứa con, khách quý đến ai cũng lăng xăng, tự nhiên thấy con đứa nó ngồi là tăng dốc với khách. Anh em nghĩ sao? Bực không? Bực chứ, mình đang làm tối mặt tối mũi còn nó ngồi tăng dốc chơi vậy thôi. Đây là hoàn cảnh của Mary. Ma-thê thì làm tối mặt tối mũi, Mary thì ngồi đó nghe, nói chuyện, trò chuyện với Chúa. Ngồi giúp bên chân nghe, hỏi đủ thứ đấy. Anh chị em ạ, tôi nhắc lại nha, tình yêu với Chúa đôi khi nó biến mình thành người kỳ cục. Kỳ cục. Tình yêu với Chúa nó biến mình thành những người quên tất cả mọi xung quanh. Tình yêu với Chúa khiến cho tấm lòng của mình ngắt kết nối với thế giới xung quanh. Tôi không biết điều gì xảy ra xung quanh, tôi kệ. Điều quan trọng của tôi bây giờ là ở gần Chúa. Anh em hiểu cái tình trạng tâm trạng của Mary lúc này không ạ? Tôi nghĩ rằng Mary không phải là người lười biếng,
Maria không phải là người vô trách nhiệm với nhà cửa, không, tôi nghĩ không phải vậy đâu. Nhưng khi có sự hiện diện của Chúa trong nhà của mình, tình yêu của Maria đối với Chúa biến nàng trở thành một người kỳ cục. Kỳ cục giống như có số người ngày xưa tao nhớ tao mới tin Chúa vậy, đi ngoài đường miệng cứ lầm bầm, ôi Chúa con yêu này, hôm nay đang nàng thần kinh nó miệng cứ lầm bầm, lúc nào miệng cũng lầm bầm, rồi thậm chí đang đứng tiền này hai hàng nước mắt chảy lòng ròng, mày bị làm sao vậy? Đó là kỳ cục. Nhưng mà anh chị em à, điều gì đó ở trong tấm lòng không ai thấy, không ai biết. Đó là tình yêu của Đức Chúa Trời đang đốt lửa bên trong. Và từ bên trong nó biểu lộ ra, và nó biểu lộ ra lúc nào mình đâu có biết. Có những lúc tôi nhớ ngày xưa nhỏ tôi mới gặp Chúa, tôi ngồi ăn với anh bạn người Trung Quốc, hai anh em lấy đĩa trong nhà ăn ra ngồi ra bàn trải ra, anh thì ngồi đang ăn, còn tôi mãi mê làm chứng về Chúa. Anh đứng dậy rồi đĩa cơm tôi còn nguyên si. Nó có những cái điều rất là lạ lùng. Mình đam mê về Chúa, mình thích nói về Chúa, mình nói từ sáng đến chiều mà không ngừng lại. Nếu khách không về thì còn khách tại nhà nói tiếp. Đó là sự kỳ cục. Nhưng điều đó nó chứng minh rằng niềm khao khát Chúa của mình là thật, anh chị. Thật. Khi một con người khao khát Chúa, nó phải thể hiện ra bằng một hành động. Người đó sẽ chọn ở với Chúa Giê-xu. Hiểu các bạn? Giữa cái thế giới bận rộn này, người đó vẫn có thời gian với Chúa Giê-xu. Nên thấy Marie, Ma-thê bận rộn, Marie cũng biết mình đang bận rộn, đủ thứ việc phải làm. Tôi biết anh chị em đến đây cũng rất bận rộn, anh chị em không phải là người ở không, nhưng tại sao buổi sáng nay anh chị em có ở đây? Tôi biết anh chị em yêu Chúa Giê-xu. Người yêu Chúa luôn có thời gian cho Chúa, luôn có thời gian để lắng nghe những điều từ Ngài. Biết Ngài là biết lời của Ngài, biết lời Ngài là biết chính Ngài. Anh chị em ơi, chúng ta không thể hiểu cứu Chúa của chúng ta nếu chúng ta để quyển sách này móc mèo trên kệ sách của nhà mình. Chúng ta chỉ có thể biết cứu Chúa của chúng ta khi chúng ta biết Ngài nói gì, Ngài muốn gì, Ngài khát khao điều gì trong cuộc đời của mình. Buổi sáng hôm nay anh chị em ơi, có thể người đời sẽ nói chúng ta kỳ cục, có thể vợ con, rồi chồng, rồi người nhà nói anh em kỳ cục. Nhưng anh chị em ơi, có Chúa là đủ rồi. Khi anh em có Ngài, anh em sẽ chứng minh cho người ta biết rằng cuộc đời anh em đang được kéo đến một cõi cao hơn. Amen. Một mục đích sống cao hơn, một sự sống tuyệt diệu hơn với tất cả mọi thứ bình thường mà con người hay làm mỗi ngày. Con người ai cũng bận rộn, con người ai cũng phải gom góp tiền của, con người ai cũng phải lo cho cái mục đích rất là tầm thường mà cha sinh mẹ đẻ mình ra khi lớn lên trưởng thành điều hiệu. Nhưng khi cứu Chúa đến, trong lòng anh em phải có một mục đích cao hơn. Đó là niềm khao khát, đó là một điều gì đó từ thiên đàng đặt vào lòng mình. Và điều đó kéo anh em ngồi dưới bệ trong của Chúa Giê-xu mỗi ngày. Không một ai không có mục đích sống mà lại bỏ thời giờ ngồi dưới bệ trong của Chúa. Không, người đó phải được Chúa chạm vào lòng, người đó phải được Chúa kéo đến với Ngài, người đó phải được Đức Thánh Linh đầy dẫy lòng người đó, người đó mới kéo, được kéo đến để ngồi dưới bệ chân của Chúa Giê-xu. Anh em ơi, đó là lòng khao khát thật. Tôi gọi sự khao khát này đến từ trời. Sự khao khát này không đến từ dục vọng con người, sự khao khát này không đến từ một điều gì đó dưới đất, nhưng sự khao khát này đã đến từ sự kêu gọi từ thiên đàng khiến chúng ta ngồi dưới bệ chân của Chúa. Anh em ơi, nó rất là quan trọng để cho anh em chúng ta suy nghĩ ngày hôm nay. Có rất nhiều thứ ở đời này chúng ta cần phải biết, học tập, nghề nghiệp,
biết người nọ, biết người kia, biết cách giao tiếp, biết này biết nọ, rất nhiều thứ. Con người phải học tập liên tục. Nhưng chúng ta hãy để ý lời của Chúa Giêsu trong đoạn này. Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi. Một việc cần mà thôi. Tôi muốn chúng ta hãy để ý lời này. Con người chúng ta muốn rất nhiều thứ, nhưng thực sự mình cần thứ gì thì chỉ có Chúa biết. Anh em muốn có tiền, anh em muốn có nhà lầu xe hơi, muốn sức khỏe, muốn chồng con, muốn vợ, muốn con cái, muốn đủ thứ. Thậm chí anh chị em còn muốn một ngàn đời chắc chít của mình thịnh vượng. Nếu mà cho muốn thì con người muốn bao la, đúng không? Muốn đủ thứ hết. Nhưng em ạ, hãy suy nghĩ đi, mình cần cái gì? Anh em có thể muốn chiếc xe hơi, nhưng câu hỏi là có thực sự anh em cần chiếc xe hơi không? Mỗi ngày đi ra đi vô có 10 mét à, mà cần xe hơi, muốn xe hơi, đúng không? Nó đi ra đi vô, đi ra cửa rồi đi vô thôi. Nhưng mà tôi muốn có chiếc xe hơi. Cái đó là cái sự muốn, nhưng cái sự cần á mới đem lại sự sống cho mình. Sự cần mới đem lại sự sống cho mình, sự cần mới đem lại sự bình an cho mình. Còn cái sự muốn á luôn luôn kéo theo nhiều rắc rối. Anh em biết cuộc đời này đau khổ vì đâu? Vì tham muốn. Tham muốn quá mức, tham muốn những thứ mình không cần. Tối ngủ đi giường 2 mét thôi, nhưng muốn cái nhà rộng 1000 mét, không à, chuyện bình thường. Đó là chuyện con người. Nhưng mà cái lòng người không bao giờ nó ngừng lại ở chỗ đó. Cho nên Chúa Giêsu hôm nay muốn nói với tất cả chúng ta: con ơi, hãy tập trung vào những gì con cần. Anh em cần gì? Nếu anh em có một chức vụ, anh em cần Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nếu anh em có một hội thánh, anh em cần là một mục sư đầy ơn. Nếu anh em có một buổi nhóm cầu nguyện, anh em cần người đầy dẫy Thánh Linh và cái mặc khải của Chúa. Chúng ta cần cái thứ để hoàn thành sự kêu gọi của mình từ trời. Cho nên nếu chúng ta để cho bối rối nhiều việc, lo chạy mảng quá nhiều việc vặt, thì chức vụ chúng ta không thành công. Ngày hôm nay tôi thấy có rất nhiều người làm chức vụ, nhưng thật sự cái việc chính không làm, làm toàn làm việc vặt không à? Không à? Chăng bày không chăng, mà lo là đi câu cá với lại đi gì đó. Chăng bày không chăng, đúng không ạ? Lo là xem thử là mình phải đọc truyện trưởng để có thêm cái lời chứng cho bài giảng cho nó tốt. Rất là nhiều thứ. Và những cái điều lặt vặt đó, không ạ? Nó khiến cho mình đánh mất mục tiêu. Nếu Chúa kêu gọi mình chăng bày, hãy chăm sóc cho bầy chiên lớn lên. Mọi mối quan hệ, mọi điều nọ điều kia đặt làm thứ yếu. Chúng ta đừng mất thời giờ để cà phê, tán dóc, ngồi lê đôi mắt, mất thời gian. Hãy biết điều gì mình cần. Chèn ha. Cho nên lòng khao khát của con người nó dẫn chúng ta đến một sự mặc khải. Lòng khao khát thật của Chúa dẫn chúng ta đến một sự mặc khải, là anh chị em sẽ nhận được mình cần điều gì từ nơi Chúa. Và điều này tôi nói anh chị em, nó sẽ biến đổi cuộc đời chức vụ của anh chị em, nó sẽ biến đổi gia đình anh chị em, tài chính anh chị em. Chúa sẽ tỏ cho anh em điều gì anh chị em cần. Khi nào? Khi anh chị em dành thời giờ ngồi dưới bệ chân của Chúa. Đó là điều Chúa muốn nói. Cho nên anh chị em giữa thế giới bận rộn này, hãy dành thời giờ. Dĩ nhiên ai cũng nói rằng mình khao khát Chúa, nhưng mình khao khát Chúa nó bị trật, vì mình lo quá nhiều việc vặt, quá nhiều việc khiến cho lòng mình bối rối. Vì sao hôm nay tôi khích lệ cả hội thánh, tất cả anh chị em mình, hãy dành thời giờ cho Chúa. Amen ạ. Cảm ơn Ngài. Nhưng chưa hết đâu anh chị em. Lòng khao khát thật đâu phải chỉ dừng lại chỗ đó, đâu phải quanh năm suốt tháng,
mình chỉ ngồi dưới bệ chân nghe lời Chúa không? Đâu phải quanh năm suốt tháng mình cứ cấp sách đi học hết trường Kinh Thánh này đến trường Kinh Thánh khác. Tôi nhớ tôi gặp một người lâu rồi, giờ chị đang làm gì chị? Tôi đang đi học trường Kinh Thánh. 10 năm sau tôi gặp lại, tôi hỏi chị đang làm gì vậy? Vẫn đang đi học trường Kinh Thánh. Đâu ạ? Vâng, đừng dừng lại, có những bước tiến tiếp theo ở trong lòng khao khát của chính mình. Anh chị nhớ câu chuyện Chúa Giêsu đã ghé nhà Mary một lần nữa ở trong Giăng chương 11 không ạ? Các câu chuyện này thì chắc chắn là anh chị em không thể nào quên được rồi. Giăng chương 11 phải không ạ? Chúa Giêsu được kêu ghé đến nhà của Ma-thê và Ma-ri một lần nữa vì một lý do, đó là anh Lazarus chết mất tiêu. Không biết ổng bệnh gì mà ổng chết. Ổng còn trẻ lắm chứ mà sao ổng chết tôi cũng chưa biết, Kinh Thánh cũng không nói tại sao ổng chết. Chỉ biết là ổng chết 4 ngày rồi. Và bây giờ Chúa Giêsu ghé đến. Chúa Giêsu ghé đến. Không ạ? Ở trong đoạn này chúng ta cũng sẽ có học được nhiều điều rất là giá trị và lòng khao khát anh chị em. Tôi đọc anh chị em nghe nha, một vài chỗ. Đó. À, câu 17 đây. Đây là chỗ Chúa đến ha. Khi Chúa Giêsu đến nơi, thấy đã chôn Lazarơ trong mộ 4 ngày rồi. Và vả thành Bethany cách Jerusalem chỉ độ 18 ha, có nhiều người Giuđa đến đó đặng yên ủi Ma-thê và Ma-ri về sự anh chết. Lúc Ma-thê nghe Đức Chúa Giêsu đến thì đón ngài, nhưng Ma-ri thì ngồi tại nhà. Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa có đây thì anh con không chết. Bây giờ tôi cũng biết mọi điều ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ắt ban cho. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Anh ngươi sẽ sống lại. Ma-thê thưa rằng: Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng anh tôi sẽ sống. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta sẽ sống mặc dù đã chết rồi, còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi có tin điều đó chăng? Đây là câu chuyện Chúa Giêsu nói với Ma-thê. Khi Chúa Giêsu bước đến làng Bethany để làm cái điều Đức Chúa Trời kêu gọi ngài làm cho Lazarus sống lại đó, ngài biết trước điều đó. Nhưng mà lạ thay nha, Ma-thê là người chạy ra đón Chúa, còn Ma-ri thì ở đâu anh chị em? Anh chị em có bao giờ đặt câu hỏi là tại sao không ạ? Ma-ri là người khát khao Chúa cơ mà, Ma-ri là người yêu Chúa đến nỗi kỳ cục cơ mà, Ma-ri là người mà lúc nào cũng muốn gặp Chúa cơ mà, tại sao lúc này Ma-ri lại ở nhà? Em có bao giờ nghĩ không ạ? Đấy, đôi khi Kinh Thánh có điều rất thú vị anh em nhé. Anh em nghĩ tưởng tượng một tâm lý một người bình thường hả? Khi chúng ta yêu mến ai, thích ai, người đó mà đến là chạy ra liền. Nhưng hôm nay thì Ma-thê chạy ra để nói chuyện thần học với Chúa Giêsu. Còn Ma-ri thấy ngồi ở nhà. Ma-thê, Ma-ri ngồi ở nhà làm gì? Tôi biết chắc một điều rằng Ma-ri đang ngồi ở nhà để cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho anh của mình. Ma-ri đau buồn, Ma-ri đang đau khổ, Ma-ri đang không muốn gặp ai, Ma-ri đang cầu nguyện, Ma-ri đang muốn một điều gì đó xảy ra cho nên anh chết 4 ngày của mình. Ma-ri quên hết tất cả mọi điều, Ma-ri đang ngồi ở nhà để trình bày cái nỗi niềm của mình. Anh chị em ạ, người khao khát Chúa luôn đi tìm giải pháp cho nan đề của mình ở Đức Chúa Trời. Người không khao khát Chúa khi nan đề đến chạy tứ tung hết, chạy tứ tung, đúng không ạ? Gọi là chó táp nhầm rồi, không biết đâu này đã trúng này trúng. Đâu ạ? Nhưng mà người khao khát Chúa khi có vấn đề gì đau buồn, khi vấn đề gì rắc rối, khi vấn đề gì mà khó khăn, người đó sẽ tìm câu trả lời nơi Đức Chúa Trời. Và bằng chứng là cầu nguyện với Chúa. Họ cầu nguyện với Chúa, tìm kiếm Chúa.
Và anh em thấy đọc tiếp sẽ thấy đó. Khi nói chuyện xong thì Ma-thê nói xong câu 28 là vậy. Người nói xong liền về bèn kêu em Mary mà rằng: Thầy ở đằng kia đương gọi em lại. Thì lúc này Mary vừa nghe mấy lời đó thì lúc này nàng vội chạy đến cùng ngài. Anh em thấy câu 30: Và Đức Chúa Giê-xu chưa vào trong làng, nhưng còn đứng nơi Ma-thê đến đón ngài. Khi những người Giu-đa đưa ở trong nhà với Ma-ri và yên ủi người, thấy người đứng dậy đi ra vội vã như vậy thì theo sau, vì người nghĩ rằng người đến mộ đặng khóc. Nhưng Ma-ri lúc đã đến nơi Đức Chúa Giê-xu đứng, vừa thấy ngài thì sắp mình xuống dưới chân ngài mà nói rằng: Lạy Chúa, nếu có Chúa đây thì anh tôi không chết. Anh em có thấy điều gì khác ở trong đoạn kinh thánh này không? Ma-thê cũng nói câu này với Chúa Giê-xu. Mary chạy ra cũng nói câu này với Chúa Giê-xu: Lạy Chúa, nếu có Chúa ở đây thì anh con không chết đâu. Nên xem à, hai câu nói với hai thái độ khác nhau. Mary nói câu này nhưng đồng thời nàng làm sao anh biết? Quỳ xuống trước Chúa. Quỳ xuống trước Chúa. Anh em ơi, cùng một lời cầu nguyện nhưng Chúa trả lời cho người kia mà không trả lời cho người này. Anh em có nhận thấy điều đó không? Cùng một lời cầu nguyện, cùng một nhu cầu, nhưng tại sao Chúa trả lời cho người này mà Chúa không trả lời cho người kia? Chìa khóa nằm ở thái độ tâm lòng của chúng ta. Lạy Chúa, nếu có Chúa ở đây thì anh tôi không chết. Khi mà thề nói điều này, nàng đang tranh luận thần học với Chúa Giê-xu, thì Chúa Giê-xu cũng khẳng định lại: đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, ngươi có tin không? Vân vân và vân vân. Nhưng khi Mary nói câu này thì anh em đọc xuống sẽ thấy Chúa Giê-xu nói ngay: người ta chôn Lazaro ở đâu? Câu trả lời đang đến. Anh nhìn thấy chưa? Câu trả lời đang đến. Chúng ta không cần tranh luận thần học. Chúng ta đến với Chúa không phải vì kiến thức thần học mình cao siêu mà nhận được câu trả lời. Chúng ta đến với Chúa nhận được câu trả lời bởi vì chúng ta hạ mình thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con cần Ngài. Con không thể làm được điều gì khác nếu không có Ngài giúp con. Và bằng chứng cho điều đó là chúng ta quỳ xuống trước mặt Ngài. Chúa nhìn thấy tấm lòng của chúng ta. Khi Chúa nhìn thấy giọt nước mắt thành thật của chúng ta thì Chúa nói: người chôn Lazaro ở đâu? Anh chị em ơi, tất cả bạn anh chị em đến đây, tôi nghĩ rằng anh chị em, một vài anh chị em ở đây sẽ có những nan đề của mình. Nhưng nan đề của anh chị em sẽ không phải là chết 4 ngày như Lazaro đâu. Nếu anh em chết rồi thì đã không đến đây. Nan đề anh em vẫn còn nhẹ hơn nhiều, phải không ạ? Hôm nay nếu chúng ta có thái độ đúng, Chúa sẽ đáp lời cho chúng ta. Ngài sẽ làm cho những gì chết chóc trong cuộc đời của bạn chị em trở nên sống trở lại. Những gì bốc mùi hôi hắm trong cuộc đời của anh chị em trở nên thơm tho trở lại. Hãy có thái độ đúng, lòng khao khát Chúa anh chị em ơi, lòng khao khát thật của Chúa luôn dẫn con người đến sự hạ mình trước mặt Chúa. Chúng ta không thể nói mình khao khát Chúa mà mình vẫn còn tự tôn trong tâm lòng. Còn là tiến sĩ thần học ở nhà Chúa không đơn giản đâu. Đúng rồi, tiến sĩ thì tốt nhưng quỷ nó không sợ cái bằng tiến sĩ. Chúng ta đến với Chúa như một đứa trẻ trước mặt Ngài. Chúng ta đến với Chúa dù mình có cao tuổi hay nhỏ tuổi, học cao hay học thấp, hãy là đứa con của Đức Chúa Trời. Chúa rất thích những thái độ đó. Chúa rất thích những kiểu khiêm nhường đó, hạ mình đó, thương bạn chị. Và lòng khao khát này được Ngài đáp lại. Anh chị em thấy phải không? Lòng khao khát này nó còn thể hiện ở chỗ tôi nghĩ rằng Mary đang ở nhà cầu nguyện và xin Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac, Jacob hãy làm một phép lạ để khiến cho Lazarus sống lại. Đây là lời cầu nguyện của nàng. Bởi vì nàng nói rằng nếu có Chúa ở đây thì anh tôi không chết. Ngài nói với một thái độ hạ mình, có nghĩa là Ngài nói rằng Chúa Giê-xu có thể làm cho anh nàng sống lại.
Ngài đang mong đợi điều đó. Ngài đang nàng đang chờ đợi điều đó anh chị em. Đang chờ đợi một phép lạ của Ngài. Đây là bằng chứng của lòng khao khát. Anh chị em ơi, khao khát Chúa là khao khát cái gì? Khao khát Chúa là khao khát để thấy Ngài hành động siêu nhiên trên cuộc đời của mình. Giống như Thi Thiên 63 câu 1 đến câu 3. Anh em đọc sẽ thấy Thi Thiên, khi mà tác giả Thi Thiên này nói thì anh em sẽ thấy họ khao khát Chúa như thế nào. Và lòng khao khát đó được thể hiện ra ở câu nói gì anh chị? Ông nói là: hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Vừa sáng tôi tìm cầu Chúa, trong một đất khô khan cực lập chẳng nước, linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa. Câu 2 nè: đặng xem sự quyền năng và vinh hiển của Chúa. Đây là đích đến của lòng khao khát. Chúng ta đừng khao khát Chúa để làm cho mình một điều gì đó bình thường. Đừng khao khát Chúa để ban cho mình một cái điều gì đó bình thường. Không, Chúa ơi, con khao khát để thấy việc quyền năng vinh hiển của Chúa trên cuộc đời của con. Giống Môi-se đó anh chị em ha. Anh em biết Môi-se phải không ạ? Ông rất gần Chúa. Ông là một đầy tớ phải nói là gần gũi Chúa nhất trần gian từ trước đến nay. Và Chúa hỏi ông: Môi-se, con muốn cái gì? Chắc trường hợp chúng ta thì bạn thôi, con muốn có vài tấn vàng. Không, vàng giờ đắt giá lắm. Nhưng mà Môi-se không muốn mấy cái đó. Ông nói: Chúa ơi, con khao khát nhìn thấy vinh quang của Chúa. Đây là lòng khao khát thật thưa anh chị. Lòng khao khát thật dẫn chúng ta thích xem những điều quyền năng của Đức Chúa Trời. Lòng khao khát thật dẫn chúng ta đến thích xem những phép lạ của Đức Chúa Trời. Lòng khao khát thật dẫn chúng ta thích thấy những người bệnh được chữa lành, những người quỷ ám được tự do. Đó lòng khao khát. Ô, ngày xưa lúc tôi mới tin Chúa, tôi đọc Kinh Thánh như thế này. Trong mấy cái sách mà Matthew, Mark, Luca, Giăng, nhảy lên tôi nói: Chúa ơi, cuộc đời con, nếu con không thấy những thứ này thì chắc con rút lui Chúa, con học được Chúa đâu. Con là người mà phải thấy phép lạ cơ, phải thích thấy Chúa làm những điều lớn lao, thích Chúa thấy Chúa làm những điều phép lạ quyền năng. Con thích như các sứ đồ như thế này. Chúa ơi, cho con gặp được điều này. Tôi cầu nguyện cho điều này, tôi ước ao điều này. Tôi nói: Chúa ơi, không thể. Chúa ơi, ngày xưa lúc con còn nhỏ, con xem cái ông kia, ông nhập bùa năm ông vô nhảy được lên nóc nhà, thì Chúa sao không nhảy được lên nóc nhà? Cầu nguyện đơn sơ như thế thôi, đúng không ạ? Suýt nữa tao học bùa rồi. Bởi vì là thích phép lạ, thích quyền năng, thích những điều siêu nhiên. Anh chị em ơi, khi chúng ta gặp một đấng quyền năng mà nếu chúng ta không thích quyền năng thì lòng khao khát của mình có vấn đề. Ngày hôm nay có rất nhiều người nói rằng: tôi yêu mến Chúa lắm, tôi khát khao Chúa lắm, nhưng mà thôi, phép lạ hết rồi, thấy kỳ cục quá. Ôi, tôi thích cái hội thánh nó êm dịu như thế này thôi. Quỷ nó thích êm dịu lắm, thích lắm. Hội thánh êm dịu là chỗ nghỉ ngơi của ma quỷ, mặt mẹ thích. Nhưng hội thánh ồn ào, hội thánh đầy dậy thánh linh, ma quỷ khóc thét lên bỏ chạy, không dám ở những chỗ đó. Cho nên bản thân tôi nhìn thấy việc quyền năng của Đức Chúa Trời luôn đem lại sự ồn ào khiến cho địa ngục không thể nào đứng dậy. Anh em thấy ngày lễ ngũ tuần không? Khi Đức Thánh Linh giáng xuống, cả thành Jerusalem rung động và người ta phải chạy đến hỏi chuyện gì đang xảy ra. Và cuối cùng 3.000 người phải đấm vào ngực và nói với Phi-rơ: lạy Chúa, tôi phải làm gì để được cứu đây? Anh em thấy không ạ? Cho nên khi anh em đọc sách Công Vụ các sứ đồ, anh em sẽ thấy hội thánh thật của Đức Chúa Trời luôn bày tỏ quyền năng của Chúa Giê-xu. Thậm chí sứ đồ Phao-lô đi đến thành phố nào, người ta nói ông là cái ông ôn dịch này đã đến rồi, vì nó làm lây lan cả thành phố luôn. Đến thành phố nào người ta tin Chúa hết rồi. Ôn dịch, gọi Phao-lô là ôn dịch. Tôi ước ao tôi cũng là ôn dịch, anh em cũng là ôn dịch cho thành phố này. Amen. Chúng ta là những người đem ôn dịch của thiên đàng xuống cho thế giới này. Amen chứ. Wow. Đi đến đâu là virus thiên đàng nó bắn ra lây hết, mạnh hơn cả Covid-19 luôn. Amen chứ. Đến gần người nào người đó lây luôn. Đó là ôn dịch thiên đàng, chữa lành luôn, ma quỷ bỏ chạy luôn, tất cả phép lạ xảy ra.
Tôi thích những không khí như thế, truyền giảng như thế, hội thánh như thế, và giảng phúc âm mạnh mẽ như thế, anh chị em. Đó là lòng khao khát của chúng ta. Tôi khích lệ tất cả các bạn chị em ở đây, đừng dừng lại chỉ ngồi bên lời Ngài, hãy nói với Chúa: Chúa ơi, hãy làm việc quyền năng qua cuộc đời của con. Chúa ơi, khi con cầu nguyện, Chúa hãy chữa lành cho người con cầu nguyện. Chúa ơi, khi con đuổi quỷ, hãy cho con chứng kiến rằng danh Ngài có hiệu nghiệm trên lời nói của con. Hãy cầu nguyện. Đó là lòng khao khát. Chúng ta hãy nói như thế. Tôi nói với tất cả anh chị em ngồi đây là những người tái sinh, những người được Đức Chúa Trời chọn và lựa, những người không phải ngẫu nhiên mà anh chị em có mặt buổi sáng nay. Quyền năng của Chúa ở trong lòng anh chị em và trên miệng của anh chị em. Hãy sửa soạn cuộc đời của mình, hãy uống nắng lòng khao khát của mình, đặt vào đúng chỗ. Thì anh chị em ơi, không có một giới hạn nào cho cuộc đời của mình cả. Anh em sẽ làm được điều đó, chắc chắn sẽ làm được điều đó. Anh em biết không, khi tôi tin Chúa hồi còn nhỏ bên Nga, tôi khát khao cái điều này. Ngày đêm tôi ấp ủ điều này, tôi tìm kiếm điều này. Năm 2012 khi tôi đi truyền giáo khắp nơi, từ miền Trung, miền Tây, đủ thứ, và tôi nói: Chúa, con không thể nào giúp đỡ người ta được nếu không có quyền năng của Đức Thánh Linh. Con không thể nào nhìn một người bệnh tin Chúa mà bệnh họ vẫn đang còn. Con không thể nào nhìn một người bị quỷ ám tin Chúa mà ma quỷ vẫn trói buộc đời sống của họ. Chúa ơi, hãy làm một điều gì đó giúp con hiểu ra rằng quyền năng trong danh Giê-xu là thật ở trong đời sống của con. Tôi đang tìm kiếm như thế. Và lòng khát khao đó anh chị em ạ, nó mãnh liệt đến mức độ nha, tôi chỉ nghe đến rằng có người nói đâu, cũng biết có một ông, ông quyền năng lắm, ông nói trong phòng ông cầu nguyện mà ai mở cửa ông cái té cái bịch liền. Tôi nói rồi, mời ngay ông đó sang Việt Nam cho tôi. Mời tốn bao nhiêu tiền, mời ngay tối về viết email đi. Tôi mời tốn bao nhiêu tiền tôi cũng chết. Cảm ơn Chúa, chỉ một đêm thôi Chúa mở cửa, ông bay từ Bỉ về đây. Anh em biết sứ đồ đi luôn ra không? Năm 2012 tôi đã gặp ông. Wow, ông cầu nguyện thì thôi rồi luôn. Anh chị em đến bên cạnh ông ấy, ông chỉ cần cầu nguyện thôi là nước mắt anh chị em chảy dài rồi. Tại vì Chúa hiện diện trên đời sống của ông. Và tôi đã được đi truyền giáo cùng ông. Hồi đó tôi có chiếc xe 4 chỗ, tôi làm tài xế cho ông. Tôi chở ông đi khắp mọi nơi. Và mỗi lần như vậy, khi truyền giáo xong, giảng lời Chúa xong về khách sạn, ông nói: Quý, mày sẵn sàng chưa? Nói sẵn sàng. Sẵn sàng cái gì ông? Dẫn sự sức vô. Đặt tay tôi cái té cái bịch lăn cù cứ nhiều lần như vậy. Và tôi: Chúa, cảm ơn Ngài. Rất là tuyệt vời. Và đời sống được nâng cấp, đời sống tâm linh được tái tạo, tất cả những khát khao bên trong được cháy bỏng. Tôi rất là cảm ơn những cái sự gặp gỡ siêu nhiên mà Chúa Trời đã đưa được kết nối với sư đội không gạt. Tuyệt vời lắm á. Mà lạ lắm nha, ông ở Bỉ mà ông người da đen, mà cuộc đời tôi còn gặp người da đen không à. Lạ, không hiểu sao da trắng gặp toàn đen không, mà đen này là đen quyền năng, không không phải đen bình thường, đen quyền năng, đen đầy quyền năng. Anh em biết năm 2018 tôi cũng lòng khát khao: Chúa ơi, khi tôi xem những cái đĩa 10 phép lạ của tiên tri TV Joshua, tôi hay nói với vợ con, tôi nói: Chúa, đây đích thị là điều mà người Việt Nam con cần. Người Việt Nam con quỷ nhiều lắm Chúa ơi, nó thờ cúng nhiều lắm Chúa ơi, nó lên đồng lên cốt nhiều lắm, đây là điều người Việt Nam con cần Chúa. Tôi nói rồi, xong rồi, tôi tìm được chìa khóa cho dân tộc Việt Nam rồi. Và anh em biết, năm 2018, tôi nói thiệt với anh chị em, tôi có biết Lagos, Nigeria là nằm ở chỗ nào đâu. Wow, lên máy bay mà nó chở đi mít mù, tôi nói kiểu này rớt xuống biển Ấn Độ Dương thì thôi xong luôn. Chở mít mù đi mà không biết, visa không có luôn. Wow, tìm chính người cũng không luôn, đến cửa sân bay nói tụi bay chả có gì đi về. Bắt đầu tôi cầu nguyện: Chúa ơi, thương xót con, chứ đi gì mà mấy ngày trời đến đây mà đuổi về thôi xong rồi. Ôi mà Chúa mở đường anh chị, visa không, chích ngừa không, mà nó bảo lần đầu tiên tụi bay vô đi đó, tao cho tụi bay vô. Ta yêu mến người Việt Nam lần đầu tiên đi hả? Cảm ơn Chúa. Còn mấy chuyến đi sâu thì nó hành cho là lên bờ xuống được luôn. Đúng là ông điện Chúa mở được. Và khi gặp gỡ người của Đức Chúa Trời, anh chị em ơi,
tầm nhìn của mình thay đổi hoàn toàn. Phúc âm của Chúa đến là để cứu toàn thế giới chứ không phải một vài người. Phúc âm Chúa đến là để chữa lành toàn thế giới chứ không phải một vài người. Cho nên chị em ơi, hãy nghĩ lớn, làm lớn. Vì sao? Vì quyền năng trong anh em lớn lắm. Đừng bao giờ vác cái dao mổ trâu mà đi cắt con gà. Khí vô cùng. Nhiều khi mình chỉ cắt mấy con gà gì mà vác cái dao tổ bố như thế này là không được đâu. Quyền năng mà Chúa đặt trong lòng chúng ta là biến đổi thế giới và quốc gia. Thế mà hãy sống cho mục đích đó khai tượng đó. Tôi nói rằng hãy khát khao năng quyền của Chúa. Hãy khát khao một người chết 4 ngày rồi vẫn có thể sống lại được. Tôi nhắc lại năng để chúng ta chưa phải như Lazarus đâu. Yên tâm đi, Chúa sẽ giúp mình. Và khi sáng đó anh chị còn mắt được chứng kiến những phép lạ dấu kỳ, và khi được người của Đức Chúa Trời cầu nguyện và về nhà, đúng thế, quyền năng của Ngài hành động. Từ năm 2018 đến nay, Chúa làm không biết bao nhiêu là dấu kỳ phép lạ qua hội thánh nhà môn giáo của Chúa. Không phải nói trước năm 2018 đâu có ai biết hội thánh nhà môn giáo là cái hội nào, đặt cái tên cho vui vậy thôi. Có ba con người mà cũng nhà muôn dân. Nghe nó chói cái lỗ tai. Nhiều người nghĩ mà mấy ông này thần kinh. 5-7 người ngồi dưới gốc mận đánh đàn này mà nhà muôn dân. Đúng không? Trong khi đó, mình hầu việc Chúa phải chịu chấp nhận thần kinh một chỗ anh em. Nhưng mà thần kinh này mà có Chúa thì nó biến đổi thế giới anh em. Amen. Đây là điều mà tôi nhìn thấy rõ, chiêm nghiệm trong cuộc đời của mình. Và khi làn gió quyền năng của Chúa thổi qua, thì em ơi, sau năm 2018, tháng 5 năm 2018, bắt đầu người ta kéo đến tiếng lành đồn xa. Người ta được chữa lành, người ta được giải phóng. Và tôi nói anh chị em, nhà tôi nó đập sạch bách, không còn cây trụ nào hết rồi. Bức tường không còn, anh em đến nhà tôi sẽ thấy không còn bức tường nào hết. Mà một năm tôi đập không biết bao nhiêu lần. Vợ tôi nói sao ông đập nhà đập dữ dằn. Đập một lần thôi chứ mà tôi có biết hội thánh nó phát triển đâu mà đập một lần. Mới hôm đầu tôi đập cái phòng này, 3 tháng sau phát triển phải đập cái phòng khác, tôi có biết đâu. Đúng thật sự. Cho nên mình ngồi đây mình không thể biết được việc của Đức Chúa Trời làm anh chứ. Không biết được. Giống như tôi thấy trong Kinh Thánh thôi, gió Thánh Linh muốn thổi đi đâu thì thổi, chúng ta không biết gió đến từ đâu. Biết hay làm gì. Cho nên anh em sẵn sàng đập nhà đi. Đập nhà. Sẵn sàng đập nhà. Vì khi anh em làm hội thánh trong nguyên năng của Chúa, nhà anh em chỉ còn cái nóc thôi. Tôi nói thiệt, không còn bức tường nào hết. Yên tâm đi. Đó. Và đến ngày hôm nay, trải qua Covid, tôi tưởng đâu Covid-19 sẽ làm dừng lại sự quyền năng trong hội thánh nhà môn dân. Tôi thì tưởng như thế. Nhưng anh chị em ạ, Chúa chữa lành qua Zoom, qua video, qua bài giảng luôn. Ngày xưa trước 2019 Covid, tôi đâu có dám cầu nguyện đặt tay qua màn hình. Ông này đúng thần kinh thiệt. Tôi có biết đâu. Nhưng mà bởi vì nó vô thế rồi. Vô thế có nghĩa là sao anh chị em? Không làm không được. Covid có nhóm lại được đâu cầu nguyện. Bây giờ cầu nguyện bằng gì? Cầu nguyện qua màn hình. Mà Chúa chữa lành người ta khắp nơi rồi. Nghe bài giảng được chữa lành, cầu nguyện theo được chữa lành. Thậm chí có người làm chứng lại cho tôi rằng, mục sư ơi, vừa bắt bài giảng mục sư ngồi nghe sao tôi ngã một cái đúng ở trên giường đứng dậy cái lành luôn. Không thể hiểu nổi những điều Chúa làm. Không thể hiểu được. Anh chị em à, khi lòng khao khát của ta chạm đến quyền năng của Đức Chúa Trời thì không còn giới hạn nào trên cuộc đời anh chị em nữa. Anh chị em nói họ cũng được chữa lành, anh chị em cười họ cũng được chữa lành, anh chị em đá họ cũng được chữa lành, làm gì cũng được chữa lành hết. Mai mốt tôi rồi thánh tôi sẽ thử mấy đó. Rất là tự nhiên, hầu vì Chúa rất tự nhiên. Đó, anh em ơi, khát khao, hãy khát khao thật, khát khao Chúa để đi đến chạm đến năng quyền của, chạm đến và sẵn sàng trả giá, trả mọi giá, trả cả sinh mạng của mình để chạm được đấng quyền năng. Amen. Chạm được đấng quyền năng. Đó là cách chúng ta phục vụ Ngài. Tôi nói anh chị em á, thế giới này không thể biến đổi bằng việc từ thiện đâu. Thế giới này cũng không thể biến đổi bằng những giáo lý nghe êm tai đâu. Không đâu, quên đi. Thế giới này cũng không thể biến đổi
bằng cái kiến thức, bằng cấp tự hào của anh chị em đó, nó sẽ nói với ông đi chỗ khác chơi, tôi không cần. Nhưng thế giới này sẽ được biến đổi khi họ nhìn thấy một Đức Chúa Trời hành động của anh chị. Không có thay đổi. Anh được chịu khó bao nhiêu phải không? Cảm ơn Ngài vì những điều này. Tuyệt vời vì những điều này anh chị. Và còn một điểm nữa tôi muốn nói với anh chị em buổi sáng này. Nó nằm ở trong Giăng chương 12. Nằm ở trong Giăng chương 12 anh chị em ạ. Từ câu 1. Sau khi Lazarus sống lại thì gia đình của Maria Martha mừng quá, mới bắt đầu đãi tiệc. Thì nè anh em đọc, 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu đến thành Bethany nơi Lazarus ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ cái chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó và Ma-thê hầu hạ. Lazarus là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Bấy giờ Maria lấy một cân dầu cam tùng hương thật rất quý giá xức chân Đức Chúa Giêsu và lấy tóc mình mà lau, cả nhà thơm thức mùi dầu đó. Đây là lần thứ 3 Chúa ghé lại làng Bethany và câu chuyện có mặt của Ma-thê, Mary, Lazarus. Chúng ta học điều gì ở điều này? Câu chuyện này cho chúng ta một cái bước tiếp theo trong lòng khao khát của mình là gì? Anh thấy không ạ? Họ đến đại tiệc và Mary lúc này, tôi không hiểu rằng trong tâm trạng của Mary như thế nào, nhưng tâm trạng đó được thể hiện bằng hành động. Đó là Mary đã lấy một cân dầu cam tùng hương thật. Anh em biết một cân dầu này nó có giá trị tầm cỡ 300, hơn 300 triệu lúc bây giờ, thời tiền bây giờ, một năm lương. Và nàng đập ra, đổ lên chân của Chúa, xõa tóc mình, lau chân đó. Lại một lần nữa chúng ta thấy điều này có ở Mary. Tôi muốn nói với anh chị em một điều như thế này nè. Lòng khao khát Chúa thật luôn dẫn chúng ta đến, chúng ta dám phung phí cho Chúa Giêsu. Chúng ta trả tiếc gì cho Chúa Giêsu? Chúng ta không còn giữ lại bất cứ một điều gì khi đối diện với Chúa Giêsu. Mary không lấy một cân dầu cam tùng rồi nhỏ vài giọt lên chân Chúa rồi lau khớp. Không có vài giọt, mà đi đổ tất cả luôn lên chân của Chúa. Anh em ạ, khi anh em gặp Chúa, anh em sẵn sàng dâng tất cả cho Chúa Giêsu. Một con người đã gặp gỡ Chúa và lòng khao khát thật có thể kéo con người đến chỗ có thể tận hiến tất cả cho Chúa Giêsu, kể cả mạng sống của mình luôn. Tôi gọi đó là lòng khao khát thật. Lòng khao khát thật, lòng khao khát thật rồi nó không còn nghĩ gì đến bản thân, không còn nghĩ gì đến hoàn cảnh của mình, không còn nghĩ gì đến điều kiện của mình. Không có gì là chống đỡ hết cho Chúa Giêsu. Tôi biết anh chị em ngồi đây có một vài người phải mượn tiền để mua vé máy bay để đến đây, đó là phung phí cho Chúa Giêsu đó, xứng đáng để phung phí cho Ngài. Amen. Tôi biết điều đó, yên tâm đi. Tôi không dám hứa, nhưng tôi tin rằng Chúa sẽ giúp anh em trả nợ. Không à, thì mượn này phải trả chứ, không lại mượn này cúp luôn, phải trả. Nhưng mà Chúa sẽ giúp anh em trả nợ được chứ. Chắc chắn, yên tâm. Bởi vì anh em khao khát Ngài, anh em đi đường xa đến đây, sẵn sàng mượn tiền, mượn bạc để đến và ước ao được gặp gỡ Chúa Giêsu. Anh em tưởng Chúa không nhìn thấy điều đó, Chúa thấy. Và lòng khao khát đó, cái thể hiện cái hành vi đó, tôi gọi là sự thờ phượng Chúa Giêsu. Khi chúng ta phung phí cho Ngài, tận hiến cho Ngài, dâng cả tiền của sức lực mạng sống cuộc đời của mình cho Ngài, đó là sự thờ phượng thật. Anh em nhớ trong Roma chương 12 không? Đừng làm theo đời này,
Ngài biến hóa với sự đổi mới của tâm trí mình, dâng thân thể mình như một của lễ sống và thánh, đem lòng Đức Chúa Trời. Amen. Những cái ý muốn tốt lành của Ngài hiện ra cho thấy được những điều kế hoạch tốt lành mà Ngài dành cho đời sống của mình. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Cho nên sự thờ phượng của chúng ta không gói gọn ở chỗ khi chúng ta đứng lên chúng ta hát bài hát. Không, tôi không nói là hát không phải là thờ phượng, nhưng nó không phải chỉ là hát thờ phượng. Sự thờ phượng là cả cuộc sống của mình. Sự thờ phượng là khi anh em dám phung phí cho Chúa Giêsu. Sự thờ phượng là khi anh em không còn tiếc gì trên cuộc đời của mình, không nhìn vào hoàn cảnh của mình, không nhìn vào bên phải bên trái. Anh chị em chỉ biết rằng Chúa ơi còn yêu Ngài và còn tận hiến cho Ngài. Đó là sự thờ phượng. Mary là người này. Anh em thấy giữa một đám tiệc, Mary không để ý người ta nhìn nàng như thế nào, không quan trọng nữa. Nói sao cô này kỳ cục, tự nhiên lại xả tóc xuống lâu. Anh em biết cái hành động xả tóc lúc bấy giờ không? Hành động xả tóc lúc bấy giờ của một người nữ, một thiếu nữ sẽ bị phạt bởi luật pháp đấy. Bị phạt đấy, phạm luật đấy. Không phải là ai muốn xả tóc thì xả đâu. Phụ nữ mà giữa đám đông mà làm điều đó là không phải lẽ. Nhưng Mary không quan tâm. Nàng chỉ quan tâm là Chúa có hài lòng hay không. Trước ngày lễ vượt qua 6 ngày. Có nghĩa là 6 ngày sau Chúa sẽ bước lên thập tự giá. 6 ngày sau Chúa bước lên và Ngài đang có một tâm trạng. Không ai biết nhưng Chúa biết. Chúa biết Ngài sắp chết. Chúa biết Ngài sắp hoàn thành mục đích của Cha. Chúa biết và Chúa nói điều đó trong vườn Gethsemane. Cha ơi, hãy cứu con giờ này. Hãy cất chén này ra khỏi con, nhưng không theo ý con, nhưng theo ý Cha. Và tâm thần Ngài bối rối. Tôi tin rằng 6 ngày trước Chúa Giêsu đang có một tâm trạng. Mary là người rất tinh tế. Mary hiểu được, Mary đọc được tấm lòng của Chúa. Anh chị em có phải là người đọc được tấm lòng của Chúa không? Nếu chúng ta chỉ sống là người bề ngoài, chúng ta chỉ là người hời hợt. Hãy có một nội tâm sâu sắc với Chúa Giêsu. Anh chị em à, tôi gọi đó là sự mật thiết với Chúa. Anh chị em hãy đi sâu vào tấm lòng của Đức Chúa Trời để hiểu được Chúa đang muốn gì hiện nay. Ngài đang có tâm trạng nào, ước muốn của Ngài là gì. Và chúng ta hãy đồng cảm với tâm trạng của Ngài. Lòng khao khát của một con người sẽ dẫn đến chỗ đó anh chị em. Dẫn đến chúng ta đến chỗ rất sâu nhiệm của Chúa. Và anh chị em sẽ hiểu được tâm lòng của Chúa. Rất ít người hiểu được tâm lòng của Chúa. Judas Iscariot thì la mắng Mary, tại sao lại phung phí tiền này. Một môn đồ đi theo Chúa Giêsu gần 3 năm nhưng không hiểu gì về thầy của mình. Và một chỗ khác thì cho rằng tất cả 11 sứ đồ kia cũng trách mắng cái người sức giàu cho Chúa nữa. Họ đi theo Chúa 3 năm nhưng không hiểu gì về thầy của mình. Nhưng Mary hiểu thầy của mình. Mary hiểu Chúa của mình. Tôi muốn tất cả chúng ta là người hiểu Chúa của mình. Khi chúng ta biết tâm trạng của Ngài, chúng ta thờ phượng Ngài rất là đúng và phù hợp. Chúa nói đó, đừng làm phiền nàng. Nàng đang sức xác của ta để chuẩn bị chôn cất. Có phải không? Một sự thờ phượng rất là phù hợp trong hoàn cảnh. Có thể bây giờ Chúa đang muốn một bài hát nhẹ nhàng, còn anh em thì trống đùng 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 như thế này. Đó là không hiểu tâm trạng của Chúa. Hãy nhạy bén với thánh linh của Đức Chúa Trời. Chúa có lúc muốn rộn rã, nhưng có lúc muốn êm dịu. Hãy nhạy bén. Tôi thấy ngày hôm nay đôi khi chúng ta tưởng rằng âm lượng là khẳng định đầy dạy thánh linh. Không phải đâu, không phải đâu. Nhưng cái tâm trạng của tấm lòng kết nối với tâm trạng của Chúa, đó là đầy dạy được thánh linh. Anh chị em ha, ngay cái chỗ này chúng ta thấy rất là thú vị. Khi mà Mary dốc đổ tất cả vì nàng hiểu Chúa đang muốn gì. Không phải tự nhiên Mary đổ bình dầu đâu, phải đâu. Nhưng mà Mary đã đổ bình dầu 6 ngày trước ngày lễ vượt qua. Chúa biết, Mary biết. Như vậy che mặt, lòng khao khát thật sẽ thể hiện ra những bằng chứng gì chứ. Chắc chắn giữa một thế giới bận rộn này,
anh chị em sẽ tìm đủ thời giờ để ngồi dưới bệ chân của Chúa. Đó là biểu hiện. Tôi không biết anh chị em làm nghề gì, anh chị em bận như thế nào, tăng ca thứ bảy chủ nhật, rồi anh chị em phải làm một lúc 3-4 job để nuôi gia đình, tôi không quan tâm. Nhưng cái điều tôi muốn nói cho anh chị em rằng, nếu anh chị em là người khao khát Chúa thật, anh chị em luôn có thời gian với lời của Đức Chúa Trời. Đó là bằng chứng. Và thứ hai, bằng chứng của lòng khao khát, đó là anh em sẽ tìm kiếm hết lòng, hết sức, phung phí cả tiền bạc thời gian để chạm đến một Đức Chúa Trời quyền năng. Anh em khao khát Chúa mà không thấy Chúa hành động thì lòng khao khát đó chưa đáp ứng đâu. Phải thấy Chúa hành động, phải nhảy lên hallelujah, phải mừng rỡ trong mỗi buổi nhóm, nhảy lên ở trong những lúc mình cầu nguyện, mình phục vụ Chúa. Đó mới là lòng khao khát. Lòng khao khát Chúa luôn dẫn con người ta xem những phép lạ của Ngài, thấy những phép lạ của Ngài và làm những phép lạ trong danh của Ngài. Đó là điều thứ hai. Và điều thứ ba anh chị, lòng khao khát Chúa dẫn anh chị đến một mức độ thuộc linh cao diệu. Anh chị hiểu được tâm lòng của Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài rất cao diệu. Một người gần gũi Chúa là một người Chúa sẽ tỏ cho mọi điều. Tôi tỏ mọi điều. Anh chị thấy Abraham không? Trước khi diệt thành Sodom và Gomorrah, Chúa nói sao? Lẽ nào ta không nói cho Abraham biết kế hoạch này? Cho nên Đức Chúa Trời luôn tỏ mọi điều cho tiên tri của Ngài, cho đầy tớ của Ngài, cho những người gần gũi tâm lòng của Ngài. Và anh chị em ơi, tâm lòng khao khát Chúa thật dẫn chúng ta đến sự sống nhìn hiểu tấm lòng của Chúa, dẫn tấm lòng chúng ta đến sự thờ phượng và dám phung phí cho Chúa Giê-xu. Chả sợ gì cả, dám phung phí, không tiếc một cái gì cả. Đó là lòng khao khát Chúa thật. Khi chúng ta có ba điều này, anh chị em ạ, tôi tin rằng thiên đàng sẽ mở ra trên cuộc đời của chúng ta không giới hạn. Vì sao hôm nay anh chị em đến đây với nhiều điều khao khát khác nhau? Tôi biết có người khát khao được Chúa chữa lành, có người khát khao được Chúa giải cứu, có người khát khao được sức giàu, có người khát khao Chúa cứu con khỏi nợ nần, có người khát khao Chúa ơi hãy làm êm gia đình của con, có người đủ các loại khát khao, thậm chí có người khát khao Chúa ơi con cần một căn nhà để ở, vân vân và vân vân, nhiều điều. Nhà anh chị em ơi, tôi muốn nói với anh chị em một điều rằng, những điều anh chị em khát khao đó không là gì so với khát khao sự hiện diện của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của mình. Khi Chúa đã hiện diện trên cuộc đời anh chị em, khi Đức Chúa Trời đã hành động trên cuộc đời của anh chị em, thì không phải những cái thứ mà chúng ta vừa liệt kê đó được đáp ứng đâu, mà anh chị em còn trở thành một người đại diện cho Ngài trên đất này. Anh chị em sẽ bước đi trong danh của Ngài, anh chị em sẽ nói và thế giới này được chữa lành, anh chị em sẽ giảng và thế giới này được cứu rỗi, anh em sẽ sống cuộc đời Chúa muốn anh chị em sống. Anh chị em ơi, trên tất cả mọi khát khao, tôi muốn anh chị em khát khao sự hiện diện của Chúa trên đời sống của mình. Khát khao rằng Chúa ơi hôm nay Chúa chạm đến cuộc đời của con. Và nói như tiên tri TV Joshua nói anh chị em, khi sự hiện diện của Chúa đã đến, khi sự sức giàu của Ngài đã lan tràn, thì phép lạ tự nhiên như hơi thở của anh chị. Anh chị em có bao giờ nghĩ rằng mình cần phải chủ động hít vô thở ra không mình chết ngạt không? Có ai đây như thế không? Ôi bây giờ tôi phải hít vô rồi, giờ tôi phải thở ra không tôi chết mất. Có ai không? Không. Chúng ta vẫn cứ tự nhiên hít thở từ sáng đến chiều mà không phải nghĩ về nó. Khi sự hiện diện của Chúa ngập tràn ở đây, đừng nghĩ đến phép lạ, tự nhiên nó sẽ xảy ra cho anh chị em. Khi nên cầu nguyện ngay lời Ngài kiểm tra lại bệnh của mình nó biến mất hồi nào không biết. Nãy sáng giờ anh em ngồi thì ai thấy mỏi mệt gì không? Đấy, tôi biết mà. Thần Chúa hiện diện thì mỏi mệt làm sao có chỗ trên thân thể anh chị em. Bệnh tật nó phải đi. Mọi con quỷ nếu mà nó không cút đi thì bây giờ nó đang run lẩy bẩy ở trong anh chị. Chết, sắp đến giờ rồi. Sắp đến giờ, sắp đến giờ rồi, tụi bay sắp đến giờ rồi. Chuẩn bị kéo đàn kéo đóng chạy xuống vực sâu tụi bay ơi, sắp đến giờ. Không ạ, nó đang khi Chúa hiện diện, mọi quyền lực địa ngục phải bị rung động. Anh chị em ơi, hãy khát khao sự hiện diện. Chính sự hiện diện đó khiến tài chánh anh em được khởi sắc,
Sự hiện diện đó khiến sức khỏe anh em được phục hồi. Sự hiện diện đó khiến anh em được tự do. Sự hiện diện của Chúa khiến chức vụ của anh em được phát triển, hội thánh được phát triển, mọi thứ được phát triển. Hãy ở với Chúa lù lù. Thấy được tự do chưa? Cảm ơn nha. Tôi tin rằng nói đến đây là anh em đã tự do 99% rồi. Mà khi chúng ta cầu nguyện thì tôi tin rằng Đức Chúa Trời bắt đầu hành động giờ này. Nào chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện dựa theo những điều tôi vừa chia sẻ cho anh chị em. Lẽ nào anh chị em không khát khao sao? Cho nên nếu tôi kêu gọi, nếu ngày hôm nay ở đây, tất cả anh chị em đang ngồi đây, những ai mà thấy rằng mình rất khó để có một cuộc sống tâm linh thường xuyên với lời của Đức Chúa Trời, thì hôm nay anh chị em sẽ được thiết lập điều đó. Amen. Tôi biết có một kẻ thù, nó không muốn anh chị em có lời của Đức Chúa Trời. Nó muốn cướp lời của Chúa qua cuộc đời của anh chị em bởi sự bận rộn, bởi những việc vặt, bởi những lo toan không đáng phải lo. Anh em ngồi xuống với lời Chúa thì điện thoại nó reo. Anh em ngồi xuống với lời Chúa thì bạn nó gọi đi cà phê. Anh em ngồi xuống với lời Chúa thì con nó khóc, con nó ỉa, con nó đái. Đủ thứ bình thường đâu, ỉa đái gì đó. Come on. Anh em đừng nghĩ những điều đó là ngẫu nhiên. Không. Có một kẻ không ngẫu nhiên một chút nào. Có một kẻ luôn phá bỉnh đời sống tâm linh của anh chị em với lời của Đức Chúa Trời. Hôm nay anh chị em phải trục xuất nó đi. Nếu anh em nhìn thấy đời sống của mình thật khó để yên tĩnh với lời của Đức Chúa Trời, thì hôm nay phải là ngày anh chị em thiết lập nó. Và Satan không có quyền trên đời sống anh chị em. Một điều gì đó nếu ngăn trở anh chị em khát khao ước ao khát vọng sống trong quyền năng của Chúa. Anh em nghĩ rằng ồ, đời mình ở bình bình như thế này được rồi, đi hội thánh ngồi nghe giảng đồ về được rồi, quyền năng thì để ông quý ông lo. Thì hãy coi lại à, hãy coi lại. Không phải đâu. Chúa nói rằng ai tin ta sẽ được các dấu lạ này. Lấy danh ta mà tiêu quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay uống giống chi độc chẳng hại gì hết, đặt tay lên người bệnh thì người bệnh được lành. Anh em có tin Chúa Giê-xu không? Anh em phải có dấu hiệu đó. Không phải chỉ mình tôi, phải không ạ? Cho nên anh chị em nói là tôi chỉ là phó tín đồ thôi, chỉ ngồi lâu ghế nhà thờ đó. Không được. Có một kẻ lừa dối anh chị em để giới hạn cuộc đời của anh chị em. Chúa muốn anh chị em là người cứu rỗi linh hồn, giúp đỡ người khác, đưa nhiều linh hồn vào vương quốc của Ngài bằng những dấu kỳ phép lạ Ngài thực hiện qua cuộc đời của anh chị em. Đó là sự thật. Nếu chúng ta khác sống khác sự thật đó thì cuộc đời tâm linh chúng ta đã đi sai hướng rồi. Chúng ta hãy điều chỉnh lại. Tôi tin rằng thì kẻ lừa dối anh chị em hôm nay phải bị trục xuất. Amen chưa? Nói đến đây là nó đang sợ rồi đấy. Và điều thứ ba, điều gì khiến cho chúng ta tiếc với Chúa Giê-xu? Có người nói Chúa ơi, giúp con bán mảnh đất này 10 tỷ con dân Chúa 1 tỷ. Bán xong rồi tỷ lớn quá chứ, con phải giữ đây để khi nào có dịp tiền con mới dân. À, kiểu. Và đôi khi cái lòng tiếc của mình đó nó dập tắt sự thờ phượng của chúng ta với Đức Chúa Trời. Dập tắt hết. Khi chúng ta tiếc một cái gì đó với Chúa là chúng ta đang thờ phượng cái đó thay vì Chúa. Anh em hiểu ý mà. Khi chúng ta tiếc một cái gì đó với Đức Chúa Trời, khi chúng ta đặt một cái gì đó ở giữa mối quan hệ của chúng ta với Chúa, thì đồng nghĩa rằng chúng ta đang thờ phượng thứ đó thay vì thờ phượng. Tôi muốn anh chị em hôm nay đừng tiếc một cái gì cho Chúa Giê-xu. Tôi lấy cuộc đời 50 mấy năm của tôi ra để nói với anh chị em. Không một người nào là thiệt khi sống cho Chúa Giê-xu hết. Không một người nào. Cho dù anh chị em có bị bắt bớ, đánh đập, hay là chửi bới, hay là bị thế này thế nào, thì sự an ủi của Đức Chúa Trời trong tấm lòng anh em sẽ giúp anh em vượt qua tất cả. Không một người nào là thiệt mà. Cho nên hãy mạnh dạn sống cho Chúa Giê-xu. Hãy mạnh dạn phung phí cho Chúa Giê-xu. Hãy mạnh dạn thờ phượng cho Chúa Giê-xu. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi sắp kêu gọi anh em dân hiến là không có đâu. Nhưng ý tôi nói là chúng ta hãy phung phí cuộc sống của mình. Tất cả bây giờ anh em hãy nghĩ đi. Anh em hãy nói với Chúa, Chúa ơi, con đang đếm từng giây để sống cho Ngài. Mỗi một giây đồng hồ là con đang sống cho Ngài.
Mỗi một phút con đang sống cho Ngài. Ngài muốn gì Chúa ơi? Ngài muốn con như thế nào Chúa ơi? Đó là sự thờ phượng, đó là sự phung phí. Tiền bạc tài sản chỉ là một phần trong cuộc sống con người thôi, nó phải là tất cả. Người dân hiến rất là rời rạc, mà cuộc đời chả cứu rỗi được một linh hồn nào hết. Như không, không được, không phải chỉ là tiền bạc. Tôi đang nói cuộc sống của chúng ta, hãy tập hiến cho Chúa Giêsu nào. Và điều gì, kẻ nào đang ngăn trở anh em sống cho Đức Chúa Trời, đang ngăn trở anh em phung phí cho Đức Chúa Trời, đang ngăn trở anh em tận hiến thời gian, tiền bạc, sức lực, công sức để phục vụ Đức Chúa Trời, thì kẻ đó hôm nay phải bị trói buộc. Giống như tôi nhớ câu chuyện ở trong Sách Ai Cập, Đức Chúa Trời nói với Pharaoh, hãy thả dân sự của ta ra cho nó đi thờ phượng ta. Hôm nay Satan buộc phải rời khỏi cuộc đời của anh chị em để anh chị em có thể thờ phượng Đức Chúa Trời. Amen ạ. Đó là ba điều mà chúng ta cầu nguyện giờ này. Anh chị em sẵn sàng cho sự cầu nguyện chưa? Wow, hallelujah. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.